Chào cả nhà, hôm nay ngày cuối tuần, ngày chủ nhật, ngày nghỉ xả hơi của tất cả anh em sau một ngày, sau một tuần làm việc ha. Thì hôm nay mình cũng như mọi ngày thì mình bán một ít đồ nghề cho mọi người nữa. Thì anh em mình xem có phù hợp với món nào trên cái clip này thì mình hãy đưa ra quyết định nhanh lẹ với mình nha. Hoặc là anh em, nếu anh em điện thoại không được, anh em có thể gửi tin nhắn qua số điện thoại của mình. Rồi để mình sẽ xem từng tin nhắn rồi mình sẽ chốt hàng cho từng anh nha. Mình lưu ý nhắc lại là những sản phẩm nào đã bán có thể mình không trả lời nha anh em. Có thể mình không trả lời nha anh em, có một số mình cũng có, nếu mà có thời gian mình sẽ trả lời cho anh em chứ không phải là mình tiếc gì một tin nhắn cho anh em hết á. Tại vì khi số lượng tin nhắn nó khá là nhiều, dù mình thấy tin nhắn đó anh mua dụng mã số 1 mình đã bán rồi nhưng mà mình thấy rồi nhưng mà mình không thể, có thể là không trả lời, nên mình phải lướt qua mình xem những tin nhắn khác. Rồi mong anh em hiểu cho nghe và thông cảm nghe. Chứ mình cái này mình mỗi ngày mình mới nhắc, tại vì một số anh em cũng, một số người cũng hơi khó tính, còn hay không cũng phải báo đó. Anh chỉ nhắn một tin nhắn thôi, dù mình trả lời mỗi cái thứ, mỗi sản phẩm bây giờ mình trả lời khoảng trên dưới là khoảng 10 người, mình đâu có thời gian mà trả lời mọi người. Rồi giá mà cũng như mọi ngày mình bán là chưa bao gồm phí ship, có lẻ có chẵn, có giá từ 1 trên 100 ngàn, chung là mình cũng cân cân đối là mua giá nào mình bán với giá đó, đồng lợi căn bản chứ không phải mà mua một bán 10, mua cắt bán đồng được mọi người, không phải muốn bán nhiều bán. Còn quyền bán là quyền của mình, anh em mua là quyền chuyện của anh em ha. Thì mình view mình cảm thấy ưng ý sản phẩm nào mình đăng bán trên đây thì mình hãy đưa ra quyết định mua hàng. Rồi mình số điện thoại mình là 0966899730, anh em có thể liên hệ trực tiếp nha. Rồi anh em cho bác mình liên hệ trực tiếp số điện thoại số 0966899730 ha, hoặc qua tin nhắn. Nếu anh em kẹt máy thì anh em gửi tin nhắn ha. Hôm nay mình có mã đầu tiên nha. Cái đầu tiên, cái thùng đồ nghề mã số A. Nhanh lẹ nha mọi người, anh em giữ để ý phụ cho mình nghe, nhiều khi mình vừa nói mình có thể mình ghi nhầm mã số, anh em giữ lưu ý cho mình nhé. Cái này thùng đồ nghề A, kích thước 3 tấc 3, dài 12 rưỡi, ngang 12 rưỡi, thùng này là khá là dày nha anh em, có 180 ngàn chưa phí ship nha. Đó, 180 ngàn. Thùng này đựng cái gì của thằng Hosan nè mọi người, bên trong còn khá đẹp ha. Con dạy con dạy nha, anh em nào thường xuyên mua đồ nghề thì mình mua cái thùng này đựng luôn, mình ship luôn cho đã ha, về có đựng luôn. Thùng này là của thằng Hosan nè, Hosan mà mình chả biết nó đựng cái gì đó, khá chắc và nặng nha, còn nguyên xì nha. Còn dưới đáy thì nó, anh em thấy là nó dạng nó để dưới đất đá rồi, đương nhiên nó phải đậy cái lớp sơn ngoài nhưng mà không thủng không gì hết nha, còn ngon lành cành đào ha. 180 ngàn chưa phí ship. Quên nữa, mình nói cái vụ này anh em, số anh em chuyển khoản á, ví dụ một sản phẩm mình bán dù có 100, 120 à, nhiều cái giá trị nó không có cao, anh em chuyển khoản á, mình kêu phụ thêm 10 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn gì đó mình không biết, tùy theo, tại mình tính theo cái đoạn khoảng cách ra xa gần. Mình mỗi sản phẩm mình bao ship cho anh em là không dưới 20 ngàn nha, ví dụ cái thùng này là phải 25 tới 30 ngàn tùy theo, mình cũng không có rảnh để coi cái phí ship nữa, nhưng mà không có giá nào mà dưới 10, dưới 20 ngàn hết nha. Mười mấy ngàn là tùy theo cái giá trọng lượng, dù nó rất là nhẹ hoặc nhỏ gọn mới có, là từ khoảng cũng phải trên 15 ngàn, 17 18 ngàn là rẻ nhất. Ví dụ như một cái anh mua cả một cái món này đi, dù mình bán 50 200 ngàn, các bạn biết nếu anh em trả ship, nếu anh em chuyển khoản cho mình đó mà ship đi cũng phải mười mấy ngàn. Thì một số anh em cứ xài, dù mình xài Vietcombank, anh em xài cái ngân hàng liên ngân hàng cái khác, rồi anh em dù mình kêu thêm 10 ngàn thì anh em cái phần phí dưới anh em để phí chuyển khoản người chuyển người người nhận trả. Dù mình kêu anh em phụ có 10 ngàn hoặc 20 ngàn, anh em cái phí liên ngân hàng nó tới 7 ngàn 7, anh em chuyển qua cái phí cho mình trả phí nó tới 7 ngàn 7 nữa. Thì coi như sản phẩm như 10 ngàn thì coi như mình còn có 2 ngàn mấy mà mình bao ship cho anh em rồi. Mình lưu ý cho anh em nha, cái đó có thể mình chuyển khoản mình trả lại, chứ mình không nhận, dù mình nhận tròn có số dù mình 10 ngàn hoặc là 20 ngàn. Chứ cái phí vận chuyển, cái phí ngân hàng đó là mình người chuyển trả cho mình nha. Nhiều khi có 10 ngàn, 20 ngàn anh em, 20 ngàn đi, 7 ngàn 7 như 8 ngàn, còn có mười mấy ngàn mình đắp vô rất là nhiều. Mà số lượng khách, số lượng dù anh em mình mua đối với mình thì nhiều, đối với anh em thì mua một hai món chuyển một lần á thì nó như là cũng có mấy ngàn không đáng nha. Mình nhắc lại anh em lưu ý cho đó.
nó không có đáng là bao nhiêu, 10 ngàn mà được coi như chuyển, mình kêu thêm 10 ngàn mà chuyển cho mình trả phí 7 ngàn 7, mình còn có 2 ngàn mấy, mình bao ship sao nổi mọi người. Rồi anh em lưu ý chỗ đó nha, mình bán cái giá lẻ lẻ này mình bán cho anh em, mà để cho anh em gần dụ ship tới tay anh em COD hay chuyển khoản gì đó, chuyển khoản thì 20 ngàn, dù ship tới tay anh em thì nó cũng lú hơn 200 ngàn thôi, chứ cái một thùng này mình bán 200 cũng vẫn có người mua, nó thật sự đó. Anh em cũng xem nhiều kênh anh em biết mình bán có 100 mấy, mình để một cân đó, cũng để mức giá tới tay cho anh em nó phù hợp và hợp lý nhất có thể. Rồi tiếp theo là cái thùng này, thùng B nha, 330 ngàn, đó lúc nào cũng có lẻ đó, thùng chà bá luôn, con thùng này đẹp luôn nè, nó dài tới 40 mấy là mọi người, dài tới 44 ha, thùng này có Hitachi, nó dài tới 21 rưỡi, ngang 21 rưỡi. Cái thùng này không biết đựng máy khoan máy bê tông gì mọi người, anh em nhìn trên màn hình có thể nó nhìn nó ra màu xanh lá cây hay gì nè, nhưng mà với mình màu dạng như xanh, nó không phải dạng xanh lá cây nha, nó cũng đẹp mà nó cũng đó có trầy xước linh tinh. Đó nó có trầy xước linh tinh nha mọi người. Thùng này cũng là khá chắc nha. Còn nguyên luôn nè, mới tinh luôn. Mới hàng bãi nha, nhiều khi mình các ông nói mình mới tinh là có anh em cũng hơi bị thôi bắt bẻ mình. Thùng cũ nhẹm nha, la mới tinh. Đó, có cắn mớp tí xíu như thế này không sao nha. Rồi mình khui bên trong. Đây bên trong đây. Đó nó bong tróc lớp sơn nha anh em, reset lớp sơn ngoài chứ không có thủng héo vậy nha. Thùng này anh em đựng khoảng 10 kg là vô tư ha. Thế mình đoán là cái tầm mà mình cầm trên sản phẩm là mình đoán khoảng 10 kg là vô tư nha. Còn có thể vẫn có thể đi nặng hơn nữa. Rồi 330 ngàn nha, chưa phí ship. Rồi nay có hai thùng đồ nghề không rồi. Rồi vô sản phẩm đầu tiên. Mã số 1. Bán cho anh em cái bộ bếp này 4 cây này. 4 cây này 250, 5 chứ. Mã số 1 ha. 5 cái 250, một dao. Thứ nhất là một dao. Dao thép không rỉ nha mọi người. Cực cay ha. Toilet dao băng nha chứ không phải toilet China nha. Sky 1. Hai là con dao này. Dao gọt trái cây nha, mình chỉ vệ sinh sơ thôi nha mọi người. Này cán nhựa nha. Toilet tin ha, có cái logo nè mọi người. Có cái logo. Thì này nó có sử dụng thì anh em về liếc sơ là ha, chứ không có gì hết á. Hai quên mình đo kích thước ngắn thôi, quên lại bán cái cây thước cho anh kia, tổng chiều dài nó 2 tấc ha. Mấy này cây này cây gọt vỏ trái cây anh em, gọt vỏ củ quả 15, mấy này 2 tấc à, nhanh đi nha. Cái này khoảng 18 nè, một cây anh em nó chiên trứng nè, nó còn bóng loáng luôn ha, còn rất là đẹp ha, chiên trứng anh em, chiên trứng trứng chiên ấp la. Một cây này gọt gọt vỏ rau củ ha, đây nè có cái lưỡi cắt đây nha anh em, đây nè đó. Stetco gì đây ha. Cây thứ năm cuối cùng Nakano gì nè, dao này dao cắt gì ha, dao cắt bánh hay cắt gì không biết đó. 5 món này 250 chưa phí ship, 250 nha chưa phí ship, 5 món tính ra quân bình 50 ngàn nha anh em. Rồi mình quay trở lại, cái này thước mới này đo xong mình bán luôn nha, 100 ngàn, anh em nào có thể mua kèm, rất là đẹp nha, còn trong bình còn cả nước sơn. Thôi đo đi anh em, có thể mình đo anh em có thể giờ mà mua hàng luôn. Tiếp theo mã số 2, 2A 150, 150 là một cái bấm ghim máy in ra băng luôn nha. Này thì độ mới khoảng 80%, còn được nha anh em, hết ghim rồi đây nha, hết ghim rồi,
Để này như game thông dụng nha anh em mua đây mình có nó khoảng 8 9 ly gì nè. Đó. Nếu lọt lòng nó chỉ khoảng 9 ly nha anh em. Còn bình thường nha. 1 2A. Hai dao bằng giấy bình thường nha, tất cả mình đã thay lưỡi dao mới da băng hết. Cái này có anh để cho anh em dắt túi nữa nè nha. Ba là cái kéo cắt dải, ổ này cái cắt giấy dài khoảng 16 ha, 16 một cái thước này nó đẹp 16 nha. Chân cắt giấy à, này nó có sử dụng rồi nhưng còn mình thử rồi cắt rất là bén ha, không có mẻ đâu. Có một lớp sơn mạ đen ngoài nha anh em, 150 mã số 2A nha, gặp ba cái món đó. Anh em có thể nhìn trên màn hình nha. Rồi tiếp theo anh bán cho anh em bộ đồ nghề hớt tóc. Cái thứ nhất là một cây kéo này, kéo tỉa tóc nha anh em, thép không rỉ ha. Cái nãy dài chắc 16 17. Tổng chiều dài nó 17 ha. Khỏi khui nha anh em, nó còn y xì trong đây mình khỏi khui nha. Mới tinh luôn á. Thứ hai là cây kéo kéo bén để anh em cắt. Cái này theo mình nghĩ là cái này nó có mỏ gì anh em thấy nó so le gì là không phải cái lỗi đó nha mọi người. Đó mình thấy nó không cong không mất gì nha. Chạm đáy tới đây là mình thấy nó như nào. Chúng mình đã cắt rồi, cực bén nha. Đó. Tổng chiều dài nó luôn cái này luôn 19 ha. Đó, nói chung đồ ngày tóc mà nó đâu cần dài. Thứ ba là cây hết lông lỗ mũi. Tổng chiều dài tất 10, tất là 5 ha. Cái này của Nhật luôn nha anh em. Handa da gì ha. Đó thì cũng rất hữu ích nha mọi người, có 150. Mã 2B. 2B ha, 150. Tiếp theo là cặp kìm này 180.000 nha anh em. Một kìm nguội, một cơm ba. Nói chung giá trị không cao thì mình có thể bán kết hợp. Anh em nào dù làm nghề cơ khí hay mình cần thì mình mua nha, 180.000. Dù bán lẻ lẻ vậy 100 thì tốn phí ship, rất tốn phí ship ha. Đó một cặp nha, cơm ba. Cái này nó 15,5 nè. Còn ngon lành nha, cứng cáp đàng hoàng ạ. Này nó để ghi xét nè, nổ tí xíu như này. Cái thép nó dày cả phân anh em yên tâm mà dùng nha, không có gì đâu. 8 ly chứ không phải đựng phân. Cái thứ nhất cây kìm nguội, cái thứ hai chứ. Hai là cây kìm nguội của thằng Denko nội địa Nhật luôn nha. Còn này ví dụ anh em nào muốn xài sử dụng bên ngành điện thì mình cái này mình chung anh em về mua cái ống nhựa gì anh em ấy vô đây là mình xài bình thường nha. Cây này thì nó có sử dụng rồi. Đó, nó có nhầm tí xíu như trên chót đầu nha anh em. Hay cho cái này phía này thôi, phía trên thôi. Phía dưới này nha. Còn cái răng còn rất là đẹp ha. Chung kìm nguội để thiết kế nó cắt kẽm, nó rất là cứng cáp nha anh em. Chứ không phải như dạng kìm điện. Đây mình bấm cái cọng dây điện Nhật ha. Cái dây này nó rất là dày nè, diện dao dây mà cái dây là dây nhiều lỗi nè. Bấm ngay chỗ mẻ cũng vẫn nó đứt nha. Còn dạng dây nhuyễn chưa mình chưa cắt. Dây nhuyễn kia giật đâu nè. Thôi nói chung kìm nguội mà để cắt kẽm là bá cháy. Kích thước này 15 à, 15 ra 16 mấy nè. Rồi 180.000 mã 3A nha. 3B là bán cặp kìm này luôn. Như này quay khá nhiều ha mọi người. Nhưng mình sản phẩm mình bán khá nhiều cho nên anh em hãy có để đánh số mã AB đồng hoàng anh em dùm kỹ. Anh em gửi tin nhắn phải gửi A hoặc B để mình gửi A. Số 3 không là mình không biết 3A, 3B. Nhiều khi một số anh em khác điện lại nữa mình đã chốt ha. Chờ anh em trả lời nữa là mình đã bán nha. Tiếp theo cái này một cái kìm cắt chuyên linh kiện và cắt dây điện nhỏ ha, của thằng Mary, có
còn ngon lành nha. Tuy nó nhỏ nhỏ vậy này, kích thước khoảng 12 rưỡi nè. Nếu mà kìm mới anh em cầm không mua không dưới 150 ngàn nha. Nếu kìm kìm bây giờ chứ không phải là kìm nội địa, kìm ở Việt Nam bán á, kìm những siêu thị Nhật bán á, mấy cây này là không dưới 150 con nào cây. Đây nhỏ nhỏ chứ cái thép anh thép đen nè anh em, mình cắt cộng dây điện như này nè nha. Cắt luôn nha. Hư thì nó thuộc về mình, còn nếu không hư nó thuộc về mọi người nha. Đó nó bay mất tiêu luôn. Đó, kích thước 12 rưỡi. Này như bán hoài à, 12, 12 và hai mấy nữa ha. Nó cháy sáng. Đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là một cái kìm này, kìm nhọn em mới tinh chưa dùng 3B. Cây này như là của thằng Thái Lan xuất Nhật á, TTC TTC nha. Đó BR1 RB 150 ha, tiêu chuẩn nội địa Nhật nha. Còn cả cái tem mà sao nó cắt đi hơn một khúc rồi. Ma vạch 49 nè, như theo mình biết là thằng này như cả sức Thái Lan sức Nhật. Nó không 4A nha. Nói chung còn cực mới. Còn cả cái tem là anh em biết rồi ha. 200 ngàn chưa phí ship nha mọi người. Đó, ví dụ những cây này nó dài khoảng 175 ạ. 160, 165. Chá. Rồi 200.000 chưa phí ship cho mã số 3B. Nó 200.000 một anh em cầm một cây mua kìm mới chắc không được. 4. Này 4A đi. Lẻ lẻ thì anh em có thể mua kết hợp 120 cho cây xà cày này. Mới 100 luôn. Mới chưa dùng 100 thôi chứ giờ nó quăng bãi nó có trầy xước linh tinh. Đó, kích thước nó khoảng 2 tấc. Chưa dùng đâu nha. Đây còn cả cái tem giấy nó vẫn đây. Máy in ra băng luôn ha. 2 tấc nè. 120.000 chưa phí ship. 4A. 4B là mình bán cho anh em cái món này. Mũi khoan đi. 230.000. Nguyên bộ của nó như thế này nha anh em. Nè. Như này của thằng Evolution về nguyên hộp nhưng mà nó thiếu đi cái mũi 2 ly và 2 ly rưỡi. Mình có mũi 2 ly mình bỏ vào cho anh em nha, về sử dụng nó đủ. Còn chuẩn hết nha mọi người. Một số 1-2 mũi nó đã sử dụng nè. Mình chưa lau sạch luôn á. 2, 4, 6, 8, 10, 11 mũi. Evalue. Thì cũng như Đài Loan xuất Nhật của ta. Mã vạch nó còn đây nha. Thì anh em có thể trước khi mua hàng hoặc là anh em muốn anh em có thể nghiên cứu kỹ hơn gì cái này nha, để tránh cái tình trạng quỷ trả hàng gì đó, để trong khi vội vã mua rồi đến tay mình ship đi hàng đi rồi xong lại quỷ là ship đi ship về nó rất mất tốn kém tiền bạc và thời gian ha, của nhau. Số nhiều khi một số sản phẩm mình không biết nguồn gốc luôn ạ. Nói trước là mình cũng không biết. Mỗi người mỗi nghề thì anh em mình trong cuộc sống có thể anh em tiếp xúc có thể là nhiều hơn những cái vật dụng anh em thường xuyên sử dụng, anh em có thể hiểu rành hơn mình. Còn những thứ đồ nghề này nó rất là nhiều món mình không thể nào hiểu hết. Cộng thêm là cái mũi 7 ly nha. Mũi 7 ly này cũng hàng bãi. Thằng này như của HSS cũng của Nachi nè, nó khoan có sử dụng nè, anh em thấy là nó kẹp khoan, nó khoan không dữ dằn lắm đó. Chứ đâu phải ít đâu.
Đó, bọn một khoang này 230 ngàn thêm mà mũi lẻ phía ngoài nha anh em, mũi đen đó, mười mấy mũi đó. Rồi 230 cho một mũi bộ mũi khoan. Tiếp theo là bán mấy cái này. Mấy cái vải này đã mấy cái vải nha mọi người. Chúng này nó lục rồi, anh em về bỏ vài chục ra anh em đi mài thôi cho thợ mài nha. Kích thước 2 tấc 3. 150 cây nha anh em. Cái này 5A đi ha. Trong cái này về nó quấn cái này luôn mà mình tháo ra là do nó không biết là do nó để reset hay là sử dụng chưa mình không biết. Chung là mấy kéo này thì mình đánh giá là lục rồi, nó có nhâm nè nha, anh em về mài lại thôi. 150 cây nha. Đó, cho mấy cái này anh em biết mài, nhà anh em có đá anh em mài cũng được chứ không nhất thiết phải đem ra thợ. Thằng này là con tán đồng. Kéo này sao không thấy chữ nhật đây mọi người, hay là nó reset mất tiêu rồi ha, nhìn trên màn hình ở ngoài mình không thấy nha. Đó, không thấy chữ nhật nha anh em có thể mua hoặc không mua. 5A 150, 5B cũng 150 là dài hơn, dài hơn mà nó như nó cũ hơn. 2 tấc 6 cũ hơn nè, cái này nó có chữ nhật nè, rõ. Sao số kéo này sao không có chữ? Nó như một số sản phẩm mình thấy cái vải nó còn mới trong bịch, mình dạng như nó mới còn mới, nó quấn cái lớp băng keo lại ngoài lại luôn á. Mình nghĩ dây cắt thế rất là bén nhưng mà nó đâu được như ý mình muốn đâu. Thì này nó cũng như cái kia thôi, cũng có nhâm nè, anh em về mài lại thôi, biết cách mài là mài lại thôi, cũng không phải vứt đâu nha mọi người. Thì nói chung anh em nào trong ngành mai hay nào biết cách mài thì mình mài nha. 150 cho cây kéo này luôn, 5B. Tiếp theo kéo nữa này nhiều mình sang số đi, 6A 170, kéo này mới hơn, cũng dạng lục, nói trước lục nha, 28 đồng. Cây này dạng nó cũng không có nhâm nhưng mà nó đã sử dụng, cây này còn đẹp hơn nha anh em. Thì tiền nào của nấy thôi chứ không phải mình mà bắt buộc mình phải bán dù kéo kích thước như vậy là mình phải bán 150 là 150 nha, không có 2 tấc 4 2 tấc rưỡi ha. Chung để cắt thử coi nó độ bén nó tới đâu ha mọi người, để anh em về biết dễ mua hàng hơn ha. Cái này cắt dễ thun nó không được ngọt à. Đó, anh em phải về mài lại thôi. 150 cho cái kéo 6A. 6B 200 là cái kéo này cũng lục luôn. Kéo này dày nha, 200 nó cũng xứng đáng giá tiền của nó nha, thép không rỉ. Cái thước kéo này như nó quen thuộc à, nó 2 tấc 4. Đây cũng không giờ không mẻ nha. Không mẻ mà nó sử dụng nhiều thì nó phải lục thôi anh em, trong quá trình sử dụng mình nó phải lục thôi chứ không phải nó chứ không phải là đồ nhật mà anh em, phải là một số người suy nghĩ mua một lần xài mãi mãi là không có chuyện đó nha. Nhưng mà sản xuất một lần mà nó cho anh em xài cả đời là thôi, nó đóng sản xuất một lần là đóng cửa luôn ha. Số anh em không hiểu cứ luôn nghĩ đồ nhật là mua lần xài mãi mãi, và đồ nghề không bao giờ dù hàng mới nó cũng chả ai bảo hành bao giờ ha. Kéo này dày nha mọi người. Số anh em về trong quá trình sử dụng mình cắt cắt mình sử dụng như thế nào không biết, cũng hay có tình trạng máng vốn. Đây nha, 200 ngàn. Về mài lợi cũng ngon lành ha. B 7 chứ. 7 này có 2 cây nha anh em. 7A đi cho nó rõ ràng, nhìn cũng 7B cây 130 ngàn thôi, tới tay anh em là khoảng 150, 150 hơn nha. Cây thước của Nhật, cho anh em coi cây trước đi, vỏ mocha men 7A nè,
chung đã qua sử dụng nó quăng bảng thời gian nữa. Cây này thì số nó anh em thấy nhìn rõ, có thể nhìn rõ nha, nó có độ mờ, nó khoảng giảm đi 20%, 30% ha, nhưng mà số còn rất là rõ nha. Cũng còn ngon lành, anh em thấy cũng vẫn được thôi, dạng chuẩn 100% hay 90% là cũng không phải nha. Đó, cái này thì đẹp hơn, đẹp hơn, nó lại bán giá cao hơn 5m. Đây là nút anh em kéo ra, anh em giữ cái nút này ha, như nó có nút giữ, không có nút khóa, giữ thôi chứ không có khóa nha anh em, chỉ giữ lại thôi, nó cơ động thôi, anh em giữ lại. Số rõ ràng ha, 130.000 cho mã 7B, đồng giá hết nha. Mã số 8 là bán cây mỗi quà này 8A ha, 170.000, da băng tết kích thước 250, cây này cũng dạng cực mới luôn mọi người, cho anh em xem đi nha, hình như chưa sử dụng luôn, chưa dùng luôn nha, 170.000 đó, tớp da băng ha, 8A 170, 8B 180, hai cây thì tương đồng nhau, thằng này của thằng Roac gì đây, cây này cũng dạng chưa sử dụng luôn. Đó, đây nè nghe, còn rất là đẹp luôn, như mới vậy đó, thiếu cái vỏ nó thôi, quan trọng là cái chữ máy in da băng này nữa ha. Đó thì mắc có chữ máy in da băng thì đắt thêm 10.000 nha, nó cho anh em dễ lựa chọn, thằng này thì có chữ da băng thôi, nói chung thằng nào cũng là xuất xứ nội địa Nhật. Đó thì tùy theo yêu thích của mọi người ha. Đương nhiên máy in da băng mà đồng giá anh em sẽ chọn thằng này, chứ không bao giờ mà chọn thằng này trước ha, đúng không? Rồi AB rõ ràng nha, 170-180. Thì dùng máy in da băng anh em bỏ thêm 10k nó không cũng rất là đáng ha. Số 9 bán hai cây cảo đồng này, mỗi cây 200 nha anh em. 9A cây cắt ống đồng ha, Asia Fit vậy ha, 4-28mm, còn ngon lành cành đào nha, rất là nhẹ mọi người, để coi lưỡi cắt trước, lưỡi cắt không mẻ nha, còn mới lắm, nó chỉ về sinh sơ, nó còn dính cát bụi nha anh em, cái này lớp ngoài nó có mạ rơm ở phía ngoài. Cái này thì nó lỏng thì anh em siết ấp lại thôi chứ không phải là cái gì quan trọng nha. Cái này mình không biết có lưỡi dự phòng không, không thấy nha anh em. Đó, rất là nhẹ ha. Rồi cây thứ nhất 9A 200, cây thứ hai 9B cũng 200, này gọi đi Nhật. Đây này của Super 3-32 phi 32 ha, Super da băng, lưỡi cắt, cái này lưỡi cắt thì nó có sử dụng rồi, anh em thấy nó không được ngọt ngào lắm ha, dưới đây nó còn một cái lưỡi cắt nữa, cắt dự phòng đó. Rồi 200 luôn cho cây 9B, 200 mỗi cây trên 200 nha anh em. Rồi mã số 10 250, một cái kìm bấm cót nha, số 10 thôi, không, khá dài rồi. Cây này mờ độ mới khoảng 90%, nội địa Nhật nó NTM, tiếng Nhật luôn ha, bấm tối đa 8 chấm nha anh em. Đây cái vỏ không rách nè, còn khá là đẹp,
Sao mấy cái loại này mới cỡ này mình thấy là không phải như, như những cái cây bấm cót của hãng khác thì dù anh em siết vào là không mở ra được, nhưng thằng này nó lại gị ra được nha. Cái kia phải dù cái bóp lực cái anh em mới nó mở cái gì vậy, nó mở khóa ra. Còn thằng này là mấy cái loại này là mình thấy nó như vậy, một số hãng mình cũng vẫn thấy có nha, chứ không phải là nó bị lỗi đâu. Số nhiều anh em không biết rồi về mình diễn tả nhiều khi không đúng, mà sao về bóp ra nó không giống như những cây kia bóp vào mình nói rằng nha. Đó, cái anh em bóp sát vào là anh em ghi ra là dẫn ra nha. 250 mấy cây này không phải là rẻ nha anh em nào có thường anh em nào có ra bãi mua thì biết, anh em những cây mới anh em phải mua cũng bằng cái giá này luôn. Nếu anh em ra bãi mà mua anh em đắt đắt anh em đi mua cũng là cái giá này mình bán luôn. Mình mua những cây này cũng lợi có vài chục thì cũng đủ tiền đổ xăng thôi. Không đó, cây này còn rất là mới ha, 250 mã số 10. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip này, rồi mình kết thúc clip thứ nhất ở đây nha mọi người. Để mình soạn một ít hàng mình sẽ bán thêm cho mọi người để mọi người có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Rồi rất cảm ơn mọi người.